Đời vui khỏe với Princess Lifestyle là dược thảo dinh dưỡng chất lượng cao cho người luôn sống vui tươi trẻ thêm đẹp xinh. Cộng đồng luôn tin tưởng đến Princess Lifestyle, đem niềm vui cho mọi nhà là Princess Lifestyle. Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình kiến thức dược thảo từ công ty Princess Lifestyle với Lưu Mỹ Linh và Phạm Khanh. Thưa quý vị, phần đầu thì Lưu Mỹ Linh đã trình bày rất là chi tiết về cái thuốc âm quy hoàng số 77 của công ty Princess Lifestyle. Quý vị có thể order qua số điện thoại là 1-800-990-8319 hoặc là quý vị có thể vào website của công ty, đó là princesslife.com. Vào đó thì quý vị chọn cái mục là thuốc dành cho phụ nữ. Click vào đó thì chắc chắn quý vị sẽ thấy cái chai thuốc âm quy hoàng và cũng như là một số những cái loại thuốc khác nữa đặc biệt dành riêng cho phụ nữ. Thì quý vị có thể lựa chọn cái thuốc và cũng như là số lượng chai, enter cái địa chỉ, tên địa chỉ của quý vị vào, và quý vị có thể trả bằng thẻ credit card thì công ty sẽ ship thuốc âm quy hoàng đến tận nhà cho quý vị. Hoặc là nếu quý vị có những thắc mắc, những câu hỏi liên quan về thuốc âm quy hoàng và cũng như là một số những cái loại thuốc dược thảo khác của công ty Princess Lifestyle thì quý vị có thể gọi cho công ty ở số là 1-800-990-8319. Công ty có những chuyên viên nói tiếng Anh, tiếng Hoa và tiếng Việt để sẵn sàng phục vụ cho quý vị. Trở lại với đề tài và cũng như những vấn đề mà phải nói là bất tiện, rắc rối, mệt mỏi trong cái vấn đề mà phụ nữ đến cái tuổi mà mãn kinh đó, thì thật sự mà nói chúng tôi thấy trong gia đình cũng có những người bị như vậy. Thường thường đó là bị mất ngủ triền miên luôn mà nó kéo dài dữ lắm, 1 năm đến 2 năm. Rồi tăng cân. Tăng cân, tăng đúng cân. Rồi. Phụ nữ rất là dị ứng vấn đề rồi, bị nó tăng cân. Nó có bị cái gì mà nóng bừng đó. Đúng rồi, bị hot flash rồi xong rồi là quạo cọ khó chịu rồi đúng cái đó làm vậy. Cho mình, cho người phụ nữ mất tự tin lắm. Rồi chưa kể là bắt đầu trở nên lạnh cảm. Đúng. Rồi còn trầm trọng hơn nữa là hoa mắt, rồi thiếu máu này, mặt da mặt bắt đầu xanh xao, choáng váng mặt mày, rồi bắt đầu thấy mình lão hóa, tóc khô, tóc rụng, tóc bạc. Rồi nói tóm lại là những cái triệu chứng lão hóa đến khiến cho người phụ nữ bắt đầu trở nên trầm cảm, buồn, rồi mất đi cái sự tự tin, rồi bắt đầu lo lắng, hoảng hốt, rồi nó ảnh hưởng đến cái đời sống gia đình luôn. Đúng, mình bị nhưng mà những thành viên trong gia đình cũng bị lây luôn. Dạ. Thành thử ra là cái này thì thưa quý vị, hồi xưa Phạm Khanh nhớ bên Việt Nam, những người phụ nữ mà đến cái tuổi này đó thì thường thường là chịu đựng thôi. Rồi cố gắng là vượt qua, nhiều khi nó kéo dài 1 năm 2 năm, dài đằng đẵng như vậy. Trong khi đó bây giờ ở Hoa Kỳ phương tiện thuốc men dinh dưỡng đầy đủ mà kiến thức về vấn đề sức khỏe y khoa cũng khá là rộng rãi, phổ biến nữa. Quý vị có thể nói chuyện với bác sĩ gia đình nếu mình gặp những cái triệu chứng đó, thì bác sĩ cũng có thể cho thêm những cái phương cách, những loại thuốc nào để mà hỗ trợ mình vượt qua những cái khó khăn như vậy. Chứ đừng có chịu đựng, bỏ qua. Nhiều khi mình chịu đựng này kia đó thì là không phải bản thân mình thôi mà những người khác nữa, cũng rồi gia đình, con cái, chồng con, mọi người đều bị ảnh hưởng bởi cái sự thay đổi cơ thể của mình như vậy thưa quý vị. Chưa kể là đôi khi mình không đáp ứng được người chồng đó, rồi trong gia đình lại xích mích nữa. Đúng rồi. Cái vấn đề nó nhiều thứ trong đó. Vấn đề tế nhị nó nhiều hơn. Thành ra là nó đôi khi mình cũng là phụ nữ thì mình cũng cảm thông được với nhau, cho nên thưa quý vị, quý vị nên sử dụng để điều chỉnh lại cái nội tiết tố ở trong cơ thể của mình, để giúp cho mình lấy lại được cái sự tự tin, với lại giúp cho chúng ta điều hòa máu huyết lưu thông, lục phủ ngũ tạng của chúng ta được bồi bổ lại hết, thì chúng ta sẽ thấy là cái sức đề kháng của chúng ta tốt. Cái hormone của chúng ta nó hoạt động, nói tóm lại nó không thể nào nó revert lại cái hormone đâu, nhưng mà nó sẽ giúp cho chúng ta làm giảm đi cái tiến trình lão hóa, tức là nó chậm lại, chúng ta níu kéo lại được cái tuổi thanh xuân được chút nào hay chút đó. Nhưng mà Lưu Mỹ Linh nghĩ là nên sử dụng sớm. Nhưng mà thật sự ra nếu mà các bác 60-70 mà thấy là mình có những triệu chứng như mất ngủ này, biếng ăn này, đi tiểu đêm vân vân, hay là đầu gối tứ chi đau nhức mệt mỏi, hay là hoa mặt, hoa mắt, chóng mặt, biếng ăn vân vân đó, thì quý vị nên sử dụng. Còn đối với phụ nữ mà
lúc nào cũng muốn là mình phải trẻ đẹp, phải tươi mát và phải tự tin và khỏe mạnh đó, thì quý vị nên sử dụng. Nói tóm lại là đặc biệt đây là một phương thuốc dành cho nữ giới, và ở bất cứ lứa tuổi nào, nếu quý vị cảm thấy mình có nhu cầu sử dụng, mình có vấn đề gì về sức khỏe mà đã được liệt kê ở trong cái phương thuốc này đó, thì quý vị hãy uống càng sớm càng tốt. Nói tóm lại là như vậy thôi, nhưng mà các bác lớn tuổi thì cũng nên sử dụng. Bởi vì lớn tuổi rồi đó thì đôi khi vợ chồng không có ngủ chung nữa, bởi vì đôi khi người phối ngẫu ngáy, hay là người phối ngẫu thức thức dậy hoài làm phiền đến người kia, hoặc là người phối ngẫu cứ đi tiểu đêm hoài thì cũng làm cho người kia thức giấc. Cho nên bắt đầu lớn tuổi là có nhiều tật rồi. Có những trường hợp là người ta không có còn ngủ chung phòng nữa, hoặc là có hai cái giường hai bên, thì không có sao hết thưa quý vị. Nếu mà quý vị muốn cải thiện cái tình trạng của mình, muốn ngủ ngon, muốn không làm phiền người phối ngẫu của mình, hay là không muốn phải thức dậy giữa đêm mà đi tiểu hoài, hoặc là muốn thức dậy thấy mình khỏe mạnh, không có bị choáng váng mặt mày, không có bị cọ khó chịu, thì cũng nên sử dụng. Phải nói là đây là một phương thuốc nó rất là đặc biệt và nó rất là hiệu quả. Chúng ta nên cho mình cái cơ hội để sử dụng thưa quý vị. Và mình có điều kiện để sử dụng rộng rãi phải không anh Canh? Mua 6 thì được tặng 1. Mua 6 tặng 1, đúng như vậy thưa quý vị. Chương trình promotion của công ty vẫn đang giữ nguyên như vậy cho đến thời điểm này. Cho tất cả những quý vị nào mua những loại dược thảo của công ty Princess Lifestyle, và trong đó có thuốc âm quy hoàng số 77 của công ty, thì quý vị sẽ được cái chương trình gọi là mua 6 tặng 1. Ngoài ra quý vị còn được tặng thêm một chai mật ong sữa ông chúa nữa. Rồi vé số. Vé số, đúng rồi. Thì 6 lọ thuốc mà quý vị mua, quý vị sẽ được tặng 6 tấm vé số để mà tham dự vào cái chương trình sổ số của công ty. Rồi khi mà mua 6 thì quý vị sẽ được free shipping đến các tiểu bang Hoa Kỳ. Và cuối cùng hết, mà nếu quý vị không có biết rằng là những đại lý gần nhà của quý vị ở chỗ nào, thì cứ gọi cho công ty, thì công ty sẽ cho quý vị biết tên, đại lý, địa chỉ, điện thoại, để quý vị đến các đại lý gần nhà có thể mua trực tiếp trong những trường hợp quý vị không có order được qua mạng hoặc là qua điện thoại đó. Thì quý vị có thể gọi cho công ty số 1-800-990-8319, số điện thoại đang hiện trên màn hình đó. Thì để công ty sẽ hướng dẫn cho quý vị các đại lý gần nhà đến đó quý vị mua. Thì giống như Lưu Mỹ Linh phải nói rằng là đã cố gắng diễn tả hết tất cả những vấn đề. Lưu Mỹ Linh còn quên một điều nữa cũng vô cùng quan trọng anh Khanh. Đó là nó giúp cải thiện cái trí nhớ của mình. Khi mình lớn tuổi mình bắt đầu mình quên. Tế bào não nó chết đi đó, mình quên. Mà nó, tế bào não nó không có renew lại. Cho nên chúng ta sẽ dễ mất trí nhớ lắm. Thì thuốc này đó giúp cho chúng ta về vấn đề trí nhớ nữa. Đó, cho nên nó vô cùng là quan trọng để chúng ta sử dụng thôi quý vị. Trong dân gian đó thì người ta cũng có bày một số những cái bài thuốc trong dân gian vân vân, thường thường cũng bắt nguồn từ rau cỏ, những vị thuốc bắc trong dân gian. Tuy nhiên rằng là cái vấn đề là chúng ta thời buổi hiện đại như thế này không có thời gian để mà chế ra hoặc là làm ra những cái thuốc theo cái cách dân gian như vậy. Và thứ hai nữa là chúng ta cũng không có thời gian và kiên nhẫn để mà có thể dùng cho đến khi mà cái bài thuốc đó nó có hiệu quả. Thì cái cách mà tiện lợi duy nhất bây giờ đó là người ta dùng các loại dược thảo đã được các công ty dược thảo bào chế và làm trong một những cái viên nén nho nhỏ như vậy rồi, tiện lợi vô cùng. Mỗi sáng mỗi chiều chúng ta có thể dùng được, đi du lịch hoặc là đi làm việc đều có thể mang theo rất là dễ dàng. Đây là một cái phương cách dễ dàng để mà chúng ta có thể phần nào đó giảm bớt những cái tác dụng, những cái gọi là ảnh hưởng của cái tuổi mãn kinh của phụ nữ, thưa quý vị. Và cũng như là Phạm Khánh còn biết ra ngoài nó hạn chế những cái tác dụng ra, thì như Lưu Minh Linh nói, nó còn giúp tăng cường trí nhớ, rồi chưa kể nữa là nó còn hình như là đẹp đẹp da đẹp dáng được phải không? Đúng rồi, tại vì nó sẽ cũng khi mà cái nội tiết tố của mình nó hoạt động tốt đó, mình sẽ không có bị tăng cân, tức là cái metabolism của mình nó hoạt động tốt đó, thì mình sẽ không có bị tồn đọng lại những cái mỡ trong cơ thể của mình. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là mình có thể ăn xả láng rồi mình ngồi một chỗ. Đúng rồi. Mình vẫn phải kỹ lưỡng, ăn uống nhiều rau củ vân vân, rồi xong rồi chịu khó vận động một chút xíu. Phụ nữ mà ăn nhiều rau củ đó thì chắc chắn là làn da nó sẽ tốt, với lại cái hệ thống tiêu hóa của mình nó hoạt động tốt. Và khi hệ thống tiêu hóa của mình hoạt động tốt đó, thì mình tránh được nhiều bệnh lắm. Mình tránh được những bệnh liên quan đến đường ruột, mà nặng nề nhất là ung thư trực tràng sau này. Thành ra là
chịu khó ăn những cái chất mà nó có fiber, nó chất có chất xơ, rồi cộng thêm âm quy hoàn này, rồi cộng thêm như là đi ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút xíu, với lại nói chuyện với nhiều người nữa anh Khanh, chịu khó giao tiếp nói chuyện với một số người để mà mình cũng vận động cái óc của mình nó hoạt động nữa. Thì như vậy mình có những cái điều kiện như vậy nó cũng không phải là khó khăn để mà mình bảo vệ cái sức khỏe của mình, bảo vệ cái sắc đẹp và cái tuổi trẻ của mình, tránh được rất là nhiều bệnh tật thưa quý vị. Nên bổ sung thêm âm quy hoàn trong cái tủ thuốc ở trong gia đình của mình, và nên cho mình và những người thân xung quanh của mình, nếu những người đó là nữ giới đó, nếu quý vị có con cái mà thấy con cái của mình, con gái mà không có được trưởng thành cũng như là cơ thể cũng như là biếng ăn hay là cơ thể còi hay cái gì đó đó, các em thiếu nội tiết tố đó, cho nên phụ huynh nên cho các em uống từ sớm. Uống sớm thì sau này quý vị sẽ thấy là con cái của mình khỏe mạnh và trẻ lâu nữa, thì mình cũng cảm thấy mình happy thôi quý vị. Cảm ơn Lưu Mỹ Linh. Và một lần nữa, quý vị muốn order thuốc âm quy hoàn số 77 xin gọi cho công ty Princess Lifestyle ở số 1-800-990-8319. Chương trình kiến thức dược thảo với Lưu Mỹ Linh và Phạm Khanh từ công ty Princess Lifestyle đến đây đã hết giờ rồi. Xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Chúc quý vị và gia đình một ngày thật an lành. Chào tạm biệt. Xin kính chúc quý vị luôn luôn sống vui, sống khỏe và sống trường thọ. Trân trọng kính chào. Đời vui khỏe với Princess Lifestyle là dược thảo dinh dưỡng chất lượng cao cho người luôn sống vui tươi trẻ thêm đẹp xinh. Cộng đồng luôn tin tưởng đến Princess Lifestyle, đem niềm vui cho mọi nhà là Princess Lifestyle.